Hai ngày bác giá xin chào tất cả các bác nhé. Thì tiếp tục clip ngày hôm nay thì em đã lên cho các bác một đây một ít. Thì ở giữa dao các kiểu đây, đây các bác nhé. Tất cả là hàng của Nhật hết, bãi Nhật đấy. Thì đây thì hôm nay đúng hôm nay nhà rảnh thì bây giờ chiều chiều nay mới rảnh em mới lên clip cho các bác được. Thì những cái loại như này em bán cho bác với giá là 10.000 nhá, 10.000, 10.000 một sản phẩm. Cứ tất 10.000 sản những cái loại như này có to to một chút thì là 15.000, nhưng cái loại như này thì là tầm 10.000 thôi. Cứ 10.000 một sản phẩm các bác nhá. Đấy, dĩa này, dĩa này, dĩa cán nhựa, cán sắt này, các kiểu nhá. Đây này, thì dĩa này em không biết cái thứ dĩa này để làm cái gì này. Cứ 10.000 một sản phẩm này. Đấy, rất là nhiều nhá. Cái này em nghĩ là cái này để khắc họa tiết rồi. Đấy, 10.000 một sản phẩm các bác ạ. Bác nào lấy cái sản phẩm thì alo cho em nhá. Còn cái này là cái gì đây em không biết. Đây, còn đây là dĩa này, bác này vừa dĩa vừa dao này. Đấy, dĩa này cái hình này hình cong này nhá. Đấy, vừa dĩa vừa dao này. Đây, dao cắt thịt này, dao cắt bánh này, tất cả một inox inox Nhật các bác nhá. Cảm rất là thích nhá, trong cái bún bún này thôi nhưng mà lau lên rất là sáng. 10.000 một sản phẩm. Đấy, cái này để độc cái mua những cái thiết kế những cái này rất là hay, những cái này chắc em nghĩ là dụng cụ để làm bánh rồi. Dĩa thì dĩa này đây nhá, rất là hay này. Đấy, dao này, đấy dao Nhật các bác này, dao cắt bánh, dao cắt thịt này, dao dĩa. Bác nào mà quen cái kiểu ăn dĩa ở đây còn hay chưa. Đấy, chúc này. Đây, chúc này nhá, đây là cái như ăn lẩu chúc có sao, rất xịn, cực kỳ hay nhá các bác nhá. Đây, đây đây là cái gì đây, này không biết nó là cái gì, làm cái gì đây. Đấy, cái này giống như kiểu trong phim Trung Quốc, như kiểu là cái để mà kẹp kim kẹp tóc này, thử độc có sao. Rất nhiều sản phẩm này. Đây là cái kẹp này, kẹp này, đấy. Hơi lạch tí. Rồi, đây các bác này, những con này rất đẹp nhé này. Dĩa này, đây là dĩa này, nó còn làm như này cơ. Cứ 10k một sản phẩm các bác nhé. Bác nào chốt hàng thì bác vui lòng liên hệ với em nhé, 0983329755 nhé. Đấy, bác lấy số lượng bao nhiêu thì các bác nhắn tin cho em với. Em sẽ chọn ra em làm cho các bác nhé. Đẹp thì thôi. Rất là hay nhé, đây này, cực kỳ là tinh tế nhé. Đấy, những cái này thì để làm cái gì đây em cũng rõ, bác nào biết cái này để làm gì thì bác alo cho em ấy nhé. Đấy, xoong chảo đồ các kiểu này, nhưng thật sự các bác là dạy em ngồi em lọc nó hơi lâu, bác nào lấy cái gì bác alo cho em thôi. Đấy, ôi cũng ấm này, ấm này rất hay nhá. Đấy, ấm nước ấy, ấm nước luôn, nước ở Nhật đấy. Đây ấm này, con này rất dày các bác nhé, cầm rất là dày luôn, cực kỳ là thích. Đấy nhá, em xin kết thúc clip ở đây nhá. Bác nào thấy hay thì em xin một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nhé. Em chào các bạn, em hẹn các bác ở clip tiếp theo.